Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là hai chiếc ly Luxman L505U màu bạc. Đây là một trong những cái phiên bản đời cao của hãng Luxman, được thiết kế khá là hoàn hảo từ hình thức tới nội thất. Hình thức thì vẫn tương tự như những dòng âm ly Luxman đời cao của hãng, thì được thiết kế hai đồng hồ vu ở giữa và hai núm tinh chỉnh hai bên, và tất cả các phím chức năng thì đều được thiết kế rất cân đối. Chiếc ly Luxman L505U này thì được ra đời năm 2007, như vậy thì cũng còn rất là mới, 2007. Với máy chúng ta nhìn thì thấy máy thiết kế khá là gấu, đúng không? Máy thiết kế rất gấu. Công suất là 200W cho 8 ohm. 8 ohm và 280W cho 4 ohm. Có thể sử dụng được hai kênh loa A và B, hoặc là A cộng B. Chúng ta có thể phối ghép các dòng loa đánh BY. Và đây này thì có tinh chỉnh bát chép. Em sẽ tiến lại gần để chúng ta cùng xem. Bên này em đang tắt đèn đi để anh em hình dung cho dễ. Đèn vu xanh rất đẹp, và đặc biệt là cái kim vu của Luxman thì thường vẩy rất đều và êm và nhẹ và chậm, giúp chúng ta có cảm giác nghe một bản nhạc có cái tốc độ rất là chậm, nhạc vàng rất hay. Cặp loa bắp chuối tương tự có thể chơi được hai cặp loa. Hai chiếc ly này về thì còn rất mới và đẹp xuất sắc. Anh em chơi các dòng loa đời mới hoặc là những dòng loa JBL thì lưu ý những chiếc ly Luxman này có thể phối ghép rất tốt. Những dòng âm ly này thì chơi anh em thường ghép với những cái dòng loa JBL hoặc những dòng loa đời mới mới thì phối ghép rất tốt, chất âm rất hay, mềm mại. Chiếc ly này em đang bán với giá là 43 triệu anh em nhé, hàng đẹp giá 43 triệu, hàng đẹp giá 43 triệu. Em sẽ quay về nội thất để anh em cùng xem. Máy về thì có điều khiển và dây nguồn zin. Nội thất thì chúng ta như chúng ta thấy thì có một hàng tụ, bốn con tụ biến áp và hai mạch công suất thì được làm độc lập hai bên. Hai mạch công suất được làm độc lập hai bên. Biến áp ở giữa và bốn tụ lọc nguồn rất to. Về thiết kế máy thì chúng ta có thể nhìn thấy về cái độ kỹ càng, làm rất văn minh và các mạch rời riêng biệt gọn gàng. Chiếc ly này thì em đang bán với giá là 43 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bà Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.